好讲嘢啊！封杀啦！我讲你毒扁人哎，弄不到 ，Holy shit！OK và hello, xin chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình. Mình là Gà đây. Thì hôm nay trong video này chúng ta sẽ thử chơi cái tựa game là Prolog Alone ha các bạn ha. Đây là một cái game sinh tồn sau zombie các bạn. Thì lời đầu tiên cảm ơn em Đạt đã cho anh mượn cái tài khoản của em để anh có thể truy cập vào và quay clip cho các bạn xem ha. Thì cái game này là một cái game mà các bạn phải tốn Robux ha, tốn 100 Robux để các bạn truy cập vào game ha các bạn. Tại game này không miễn phí nha. Game thì nó nói về cái đại dịch zombie các bạn. Tức là giống như là The Walking Dead á, thì chúng ta sẽ trở thành những người sống sót cuối cùng. Chúng ta sẽ đi săn zombie nè, lụm đồ, lụm lương thực ha. Rồi những cái đồ rơi thì chúng ta có thể đem về chúng ta bán để chúng ta kiếm tiền, chúng ta nâng cấp những cái súng mới hơn. Và cũng có thể có những cái thế lực xấu xa nó ở bên cạnh chúng ta ha, tức là những người chơi khác đó. Thì chúng ta ngoài diệt zombie ra thì chúng ta phải tiêu diệt họ luôn. Ok, để sinh tồn mà các bạn. Rồi play ha. Một mình đó các bạn, cái tên game này là một mình. Tức là chúng ta chỉ đơn độc một mình thôi, không tin được ai trong đây hết các bạn. Ai cũng có thể là kẻ thù ha. Trước mặt họ là bạn nhưng mà sau lưng họ đâm chúng ta là họ là kẻ thù của chúng ta rồi. Ok, thì đây là nhân vật của chúng ta ha các bạn ha. Đây, để nó load hả, hơi bị lâu ha. Rồi thì nếu như xem xong video này, bạn nào thích video này đừng quên bỏ lại một like, share video này cũng như là đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn và chơi cùng mình vào các buổi stream ha các bạn ha. Thì em này đang có một cái cây gì đây, cây này cây gì vậy? Cây này như giống là cây súng săn ha, thâm sinh đúng rồi, thâm sinh đột kích với cây này đó các bạn. Rồi, ở đây là character. Ok, ở đây có giáp nè, phải giáp không? Đúng rồi, armor là giáp. Rồi có lương thực, có búa các kiểu nè ha. Thì theo như video của anh kia thì những cái búa này các bạn bán được ha, trang bị được luôn, nhưng mà nếu mình không xài, mình có súng rồi thì mình cứ bán những cái trang bị đi, xài súng thôi. Rồi, đằng kia là cái nơi chúng ta mua trang bị, súng, ống, lựu đạn các kiểu ha. Ở đây là cái lối ra nè. Wow, đồ quả đẹp thiệt chứ luôn á, quá đẹp luôn. Rồi, thôi chúng ta đi ra ngoài đi. Chúng ta có hai cây súng rồi. Thôi không nên đi chơi dưa với tụi này mất công lắm. Tụi nó cũng không nương gì mình đâu các bạn ơi. Bên đây là cái gì đây? Có nên bắn thằng kia không nhỉ? Không nên bắn à, đừng nào nó bắn mình thì mình bắn nó. Ở đây có một cái cầu, với cái cầu kia mình qua được không nha. Đấy, có những thành phần nó muốn bắn mình đúng không? Mày có bắn tao hay không? Mày bắn tao, tao bắn mày á. Kệ đi, chúng ta đi kiếm cái đồ gì đó mới được. Bên kia hình như có một thanh niên đúng không ta? Kể đi, mình sẽ đi vô cái nhà nào đó, mình kiếm đồ, mình lượm đồ gì mình bán các bạn ơi. Phải không vậy? Không, cái này zombie đúng không? Đúng rồi, này zombie, holy shit. Mình tưởng người chơi, mình tưởng con zombie là nó phải cái dạng như là ghê gớm các kiểu lắm, ai ngờ zombie là cái dạng như người thường thôi. Mà nó là mắt đỏ ha. Đi đâu đây? Bên kia có cái cầu kìa các bạn ơi. Chúng ta không có bạn bè trong đây. Tất cả vì chúng ta cần làm là chúng ta phải sinh tồn như vậy thôi. Những cái cầu nó sập á ta. Cầu nó sập rồi. Đi vô nhà vậy. Cái bản đồ khá là rộng luôn á. Không biết trong đây có ai không. Ấy giật đội hù đi shit fuck. Chú bắn anh. Chết luôn. Thôi bây giờ là chúng ta thay đổi chiến thuật ha. Gặp ai chúng ta quất hết, không có sợ thằng nào ở đây á. Chúng ta muốn nhân nhượng nhưng chúng ta nó cần lấn tới. Và 411 nè. Có lẽ chúng ta sẽ đi bán cái rìu ha. Bây giờ anh bán cái rìu nha em Đạt ơi. F để open. Ủa bán ở đâu nhỉ? Bậy. Double click vô to equip, hình như chỗ này không phải là chỗ bán rồi. Đắng lòng gì ta, chỗ nào vô bán ta quên rồi. Thôi kệ đi, có cây thâm sinh là ngon rồi. Giờ đi ra coi có thằng nào chơi không. Kìa, có một cái tòa nhà bên đây.
Ở đây là một cái công viên bên hồ các bạn ơi. Zombie bắn ngay đầu. Đấy là zombie. Đấy zombie. Cái Thompson này bắn nhiều đạn quá. Đè một cái gần hết đạn luôn rồi. Ủa con gì vậy? Phóng xa ra. Ủa con này đột biến mấy bạn ơi. Nó không có đầu. Holy shit. Ngồi nó bốc bốc mùi nè. Zombie mà không tắm. Zombie đúng bây giờ luôn. Ở bên kia có một con zombie kìa. Chết. Ok, reload, reload. Nó có ra đồ không ta? Bên kia có một con zombie nữa kìa. Đi. Súng bắn đúng vật luôn. Rồi, nó tới mình rồi, thấy mình rồi, thấy mình rồi. Nó thấy mình rồi. Ồ. Tưởng không chết luôn chứ. Tưởng mày không chết chứ. Cũng phải chết thôi. Mà những cái zombie trong đây nó có respawn nha các bạn. Nó spawn lại nha. Thôi, tốt nhất mình chạy đi, mình đi kiếm đồ đi. Ở bên đây là một cái nhà máy hạt nhân hay là một cái xưởng cái gì trong đây nè. Chắc có lẽ trong đây có đồ đó bạn ơi. Chạy vô theo. Các bạn chỉnh max setting lên các bạn sẽ thấy đồ họa rất là đẹp. Gì đây? Squad invite. Ok, accept. Ta accept rồi, sao không có gì xảy ra vậy? Mà móc súng ra đi, chỗ này nguy hiểm lắm. Đây. Trời hơi tối nha. Đây có những con zombie đây nè. Bắn, bắn. Chết. Từ từ, spawn đạn lại đã. Hình như đạn trong đây nó bất tử hết ta. Nó cứ hết đạn nó spawn này thôi. Nó không có tính theo cái năng lượng nha. Không có tính theo cái lượng đạn đem theo ha. Mày đi đâu? Rồi chết. Đây nè, pick up nè. Một thanh kim loại. Ô, trong đây nhiều đồ quá. Còn gì nữa không? Lấm lấm lấm. Có gì trong đây không? Ô, không có gì trong đây hết. Ờ, đây đây đây, cái gì đây? Đây là một hộp thịt nguội, không phải thịt nguội. Như, giống như gì là heo hai lát, bò hai lát của mình đó bạn. Nó hồi sinh rồi. Ôi cha, cái gì đây? Oh shit. Oh shit. Oh no 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 no. Nó thấy mình rồi. Chết. Bắn. Cắn tao. Đừng rờn với anh. Lại đây, lại đây. Lại đây. Ô, nó spawn lại cái hình ý của nó spawn lại cái kim loại nữa các bạn. Thôi chúng ta đi ra đi. Đây khá là nguy hiểm. Đây đây một cái thanh kim loại ở đây. Chúng ta về chúng ta bán sao. Đây chúng ta đang tiến tới một cái chung cư hay cái gì trong đây nè. Wow. Ô mình đang đi cửa sau rồi. Nó không có đường đi rồi. Phải vòng lên cửa trước. Ủa trong kia nó có một cái hang hay phải một cái hầm hay cái gì trong đó kìa. Wow. Đằng xa là một con zombie. Bên đây có một con zombie. Mày thấy không? Mày thấy sâu chưa? Bò lại đấy, bò lại đấy, bò lại đấy. Rồi chết. Đừng có giỡn với anh. Ok, chúng ta vào trong nhà này xem có trong gì trong đây không. Không có gì để lụm trong đây hết. À, đây, 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 cái gì đây? Một quyển sách. Oh shit, cái gì? Holy shit. Ôi ôi. Oh, no 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 no. Hai máu chúng ta phải lụm lẹ thôi. Sách này. Một hộp neo hả? Đồ vô móng tay hả? Ghê vậy. Sắp chết rồi các bạn ơi. Mấy trong đây có zombie không nhỉ? Không, mấy trong đây là trường học, nó không có zombie. Cái này là trường học nha. Xác nhận này là trường học. Đây không phải là khách sạn. Qua được không? Kẹt rồi. Máu nó sẽ tự hồi ha. Cũng may mắn á. Tự máu nó không tự hồi là chết đói luôn. Ui shit. Ui shit. No 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 no. Oh chết chết chết. Ui chết tôi. Oh shit. Sao vậy? Tại sao không bắn? Chắc lẽ mình quên reload hàng các bạn. Ồ chắc bên đây rồi, chắc bên đây rồi. Đây là gì đây? Pawn shop. Chắc nó đúng không? Ồ chào anh Aria F.
Đây chuẩn bài luôn. 300 tiền. 12 tiền. Ôi sao cái thanh sắt này bèo dữ ta. Này là gì? Book of Snail. Này không có xài được, bán luôn. Sách, sách bán được có 8 tiền thôi. Đây là Ken Green Bean, một cái hộp đậu, chắc cái này ăn được ha, không biết ăn được hay không nữa. Ok, được 1.000 tiền rồi. Mình đi qua bên kia coi cây súng nào được nâng cấp không. Chứ có cây súng lục với lại cây Thompson này thì cùi quá. Ôi, có súng nào ngon ngon không anh trai ơi? Cho em cây súng coi. Đi qua cho em mua súng coi. Không level 14 mới được. Wow, cái này có level ha các bạn ha. Level 2, level 4, level 7, level 4. Level 7 là cây MP5. Giá là 1440 tiền. Holy shit. Mắc quá vậy. Thôi bỏ đi. Hiện tại mình level mấy rồi nhỉ? Level 9 rồi. Trong đây là nhiệm vụ nè. Thì nhiệm vụ nó vẫn chưa có cập nhật ha. Thì trong đây vẫn là cái thành phố đó các bạn. Các bạn nếu coi The Walking Dead đó, thì họ sẽ sống trong một cái căn cứ ha. Xung quanh là những bức tường để mình che phủ zombie. Đấy, đi ra ngoài coi như mọi thứ đều tự do. Đây, đi ra đây. Đừng theo tao nha. Ôi, có hát các bạn ơi. Có hát, có hát. Trong game này có hát rồi. Thằng kia nó chạy nó lâu lẻo quá vậy. Holy shit. Cái, không biết mấy bạn có thấy không à, cái khúc hồi nãy đó. Thằng kia chạy nó lâu đúng lẹ luôn. Tốn công đi lên rồi. Xuống được không? Ok, không mất máu, hên quá. Kìa bên kia là cái trường học lúc nãy. Ui dạ, what the shit, cái gì vậy? Ui. Bắn. Chủ bắn rồi chết luôn. Holy hell, không biết trong game này bắn chết được cái gì hay không nữa là sao lại bắn mình trời. Đúng là vì miếng cơm manh áo vì đồng tiền mà tụi này để chém giết lẫn nhau. Thiệt tình. Ok, thì đó là cái game này nha các bạn. Các bạn có thể, nếu các bạn thích những cái thể loại game mà phiêu lưu nè, sinh tồn nè, thì các bạn có thể truy cập vào cái game này chơi ha. Game này tốn 100 Robux để mua cái lượt truy cập ha. Rồi, mình sẽ dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.